Hello, Y Phụng. Y Phụng chào anh, chào anh. Hôm nay qua cúng tổ. Em không có đến buổi chiều được. Để cùng vui với anh Ken nghệ sĩ với lại anh Lê Tấn ngày hôm nay là ảnh tổ chức để dỗ tổ sân khấu cải lương. Có một ít quà thôi. Không nói trước, em tưởng là Covid-19 là mình không có làm dỗ tổ cho nên không có đặt bánh trước. Giờ ra tiệm có cái nào của anh lòng nhiều nha. Rồi mời em vô. Đây là anh làm đài truyền hình gì? Asian World Media. Wow. Đây cô Sam. Hi. Cô Sam là boss của đài. Y Phụng qua cúng bánh trước. Chiều Y Phụng có ghé được. Tính làm hả? Đẹp quá tính. Anh em cùng làm chung nhau á. Ừ, 2 năm. Không, cái sân khấu mà đó đó là bên kia đó, tụi anh mới giờ về đây đó. Sân khấu cải lương mà em hay coi mà em khen đẹp đó. Là Asian World Media đó, tụi anh mới giờ về đây nè. Là cô Sâm là boss đó. Đó. Boss đang đứng đó. Ừ, cái sân khấu mà đẹp mà em hay khen em coi. Câu thôi với ngựa rồi đó, đúng rồi đó đó. Cái này là mình giả chiến liền để mình làm cho liên tướng quá rồi, muốn gì nữa tướng. Mà bên này là cái chất miêu, coi miêu tướng quá tính. Coi miêu rồi thôi, còn tướng khấu lớn. Tướng là tại vì ảnh được một cái chương trình này lại riêng cho dành cho ảnh. Giang ngỡ yêu nghề, nhiệt tâm, nhiệt quyết. Đó, sân khấu lớn mai mốt nè em. Bên này nè. Đó, cái sân khấu mà em hay coi, em khen đẹp mà hay á, là sân khấu của cô Hồng Sâm đó. Giờ về đây nè. Cô là boss hiện tại bây giờ đó. Không. Đó, sân khấu lớn đó. Không có biết hát cải lương. Tự nhiên kêu quay tôi không vậy rồi. Nè, chúc mừng anh nghe chưa, trời ơi được, trời quay tới 3-4 phút luôn nè. Bây giờ em đi vô em cúng tổ cái chiều nay tới không được rồi, em đặt cái bánh đây trước nha. Tính ok rồi, chiều nay sẽ thắp nhang giùm em ha. Dạ em đứng em nguyện thôi ha. Em đứng em nguyện thôi, hy vọng mai mốt là thay chưa sân khấu mới là em qua rồi dự với anh em đồ đẹp. Tính mấy cái hoa đẹp. Ai làm? Tính làm hả? Không, tính anh em cùng nhau làm hết đó. Bàn ghế mà cải lương là nè, là khổ đặc bên Việt Nam có chở tàu qua luôn đó. Bởi vậy em mới thấy em tính hỏi đó. Hỏi tại sao bên Mỹ mà có cái này á? Có, cô đặt nguyên một bộ 5-6 cái luôn mà. Nguyên một cái bộ phân vua rồi nữa. Ghế vua rồi, ngang vàng rồi. Dễ sợ lắm. Ôi vậy là mừng quá rồi. Dạ, một trang nữa. Bây giờ em đứng đi, anh quay cho em ngay bằng hệ tổ cái nè. Rồi em cầm.